Liên minh châu Âu đã chuyển 223.800 quả đạn pháo và mìn cối cho Ukraine. Đây là sự hỗ trợ trong phần đầu tiên của kế hoạch cung cấp 1 triệu quả đạn pháo. Tình hình thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Phương Tây hy vọng cuộc phản công hoàn thành vào mùa xuân năm 2024. Tổng thống Zelensky thừa nhận trách nhiệm về tấn công cầu Crimea. Nga nói Ukraine tiến công ác liệt, tìm cách mở đường ra biển Azov. Nổ lớn liên tục ở Odessa và Zaporizhia. Ukraine nhận hơn 200.000 quả đạn pháo từ Liên minh châu Âu. Trung Quốc tìm cách trấn an Đức về vấn đề hòa bình tại Ukraine. Phương Tây hy vọng cuộc phản công hoàn thành vào mùa xuân năm 2024. Hiện tại, chiến trường Ukraine gần như đã đóng băng khi có rất ít thay đổi trong vài tháng qua. Tình hình ghi nhận tại thực địa cho thấy cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm giành lại các vị trí mà quân đội Nga nắm giữ trong vài tháng không có nhiều triển vọng thành công. Chưa có bất kỳ tiến bộ nào cho thấy Ukraine sẽ đạt mục tiêu ngay bây giờ hoặc trong tương lai gần. Nhận định trên được đưa ra bởi tờ báo Mỹ Wall Street Journal khi đánh giá tình hình và dự đoán những diễn biến tiếp theo. Phương Tây từng rất hy vọng rằng chiến dịch phản công của Kiev sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán ngay trong mùa đông này. Cơ hội thực hiện điều đó bây giờ có vẻ rất mong manh. Trong lúc này, các chính trị gia và chiến lược gia phương Tây đang bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị cho Ukraine một cuộc tấn công mới có thể xảy ra vào mùa xuân năm 2024. Năm nay sẽ có rất ít tiến triển. Các nhà hoạch định đang xem xét cách đào tạo binh sĩ và cung cấp thiết bị mới nhằm tạo ra thay đổi cán cân sức mạnh trên chiến trường vào mùa xuân tới. Cuộc xung đột dự báo sẽ không kết thúc sớm. Ấn phẩm Wall Street Journal lưu ý rằng nếu không có bước đột phá bất ngờ, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga chắc chắn sẽ kéo dài trong nhiều năm nữa. Đồng thời, một trong những hy vọng lớn nhất cho chiến dịch mùa xuân sắp tới chính là vào thời điểm đó, nhiều binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện tại các nước NATO. Ngoài ra, trong thời gian này, Kiev sẽ nhận thêm nhiều vũ khí của phương Tây. Do vậy, có tính toán cho rằng vào năm tới, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bắt đầu đạt được bước tiến mang tính bước ngoặt. Các nhà phân tích của tờ Wall Street Journal tổng kết. Tổng thống Zelensky thừa nhận trách nhiệm về tấn công cầu Crimea. Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận trách nhiệm của mình trong nỗ lực tấn công cầu Crimea. Trong một video được đăng trên kênh Telegram của mình, Tổng thống Zelensky đã thừa nhận trách nhiệm của Kiev trong nỗ lực tấn công cầu Crimea vào thứ Bảy ngày 12 tháng 8. Theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine hàng ngày đáp trả lực lượng vũ trang Nga trong một chiến dịch đặc biệt, bao gồm cả việc bao phủ khói trắng trên cầu Crimea. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 12 tháng 8 báo cáo rằng Ukraine đã cố gắng tấn công cầu Crimea bằng một tên lửa S-200, tên lửa duy nhất được hoán cải thành phiên bản tấn công các mục tiêu mặt đất. Tuy nhiên, tên lửa này đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không S-400 của Nga. Cầu Crimea không có thiệt hại, nhưng giao thông tạm thời bị tắc nghẽn. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ ít nhất 20 máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Crimea. Không có thương vong hay thiệt hại về hạ tầng trong đòn tập kích UAV. Bộ Ngoại giao Nga đã lên án những gì họ mô tả là cuộc tấn công khủng bố và cảnh báo rằng chắc chắn sẽ đáp trả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga cực lực lên án và sẽ không bỏ qua những nỗ lực tấn công cầu Crimea của Ukraine, trong khi cây cầu chỉ là cơ sở hạ tầng dân sự. Bà Zakharova lưu ý, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng giành lại các cơ sở dân sự bằng các cuộc tấn công như vậy do thất bại trên chiến trường. Nga nói Ukraine tiến công ác liệt, tìm cách mở đường ra biển Azov. Quân đội Ukraine đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Nga ở khu vực phía tây tỉnh Donetsk. Kiev liên tiếp tung nhóm các chiến binh vào chiến trường theo đợt với mục tiêu mở ra con đường dẫn ra biển Azov, quan chức Nga cho biết. Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhia, thông báo giao tranh ác liệt ở phía nam khu dân cư Velika Novosinka. Quân đội Ukraine dường như muốn tiến sâu xuống phía nam theo hướng này để tiếp cận thành phố Mariupol và vùng ven biển Azov. Đối phương đã tạm thời kiểm soát các khu vực phía bắc làng Urohani ở phía nam Velika Novosinka. Sau 2 tuần giao tranh ác liệt ở khu vực, ông Rogov nói. Theo ông Rogov, quân đội Nga vẫn đang kiểm soát khu vực phía nam làng Urohani. Trong ngắn hạn, quan chức Nga nói Ukraine muốn tiến sâu về phía nam, hướng tới khu vực làng Staromenika. Oleg Chekhov, phát ngôn viên nhóm tác chiến miền đông của quân đội Nga nói Ukraine cố gắng tiến công về phía nam ở Urohani và hứng chịu thương vong lớn. Ông Chekhov trích dẫn các thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết pháo binh Nga đã phá hủy một cầu phao do Ukraine thi công nhằm vượt sông Morijali ở phía tây Urohani.
pháo binh Nga cũng đã phá hủy các mục tiêu khác ở vùng lân cận, bao gồm một cứ điểm của Ukraine ở phía bắc làng Makarka và cách Urohani khoảng 6 km. Làng Urohani nằm trên một con đường dẫn về phía nam, cách thành phố Mariupol ở vùng ven biển Azov khoảng 110 km. Ukraine đã phát động phản công quy mô lớn kể từ tháng 6, với trọng tâm giao tranh ở vùng Zaporizhia. Sau nhiều đợt tiến công, quân đội Ukraine đã giành lại một số ngôi làng nhưng chưa đạt được bất cứ bước tiến đáng kể nào, cũng như chưa có dấu hiệu xuyên thủng phòng tuyến Nga. Nổ lớn liên tục ở Odessa và Zaporizhia. Truyền thông Ukraine ghi nhận những vụ nổ lớn liên tục vang lên ở thành phố cảng Odessa bên bờ biển Đen và tỉnh Zaporizhia, cùng thời điểm cảnh báo không kích được kích hoạt. Vào sáng nay theo giờ Hà Nội, các vụ nổ lớn đã vang lên ở thành phố cảng Odessa, không lâu sau khi giới chức Ukraine ban bố cảnh báo không kích tại Odessa và các tỉnh Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia ở phía nam, Cherkasy, Kirovohrad và Vinnytsia ở miền trung, tây. Theo truyền thông Ukraine, ít nhất 5 vụ nổ đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 1 giờ 29 phút đến 2 giờ 17 phút theo giờ Odessa. Không quân Ukraine nói rằng Nga đang tập kích Odessa bằng cả máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình. Trong khi đó, tờ Pravda Ukraine xác nhận các vụ nổ cũng xuất hiện ở khu vực Ukraine kiểm soát tại tỉnh Zaporizhia. Chưa có báo cáo nào về thiệt hại sau đợt tập kích mới nhất. Nga từ tháng trước tăng cường các vụ tập kích ở Ukraine sau khi cây cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch kết nối bán đảo Crimea và lục địa Nga bị tấn công bằng xuồng không người lái mang thuốc nổ. Moscow cáo buộc Kiev đứng đằng sau vụ việc và khẳng định sẽ đáp trả thích đáng. Trên lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các khẩu đội phòng không ở bang biên giới Belgorod đã đánh chặn một UAV của Ukraine. Phía Ukraine ít nhất 3 lần phóng UAV về phía Belgorod trong ngày 13 tháng 8, nhưng chúng đều bị đánh chặn, theo quân đội Nga. Ukraine nhận hơn 200.000 quả đạn pháo từ Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu đã chuyển 223.800 quả đạn pháo và mìn cối cho Ukraine. Đây là sự hỗ trợ trong phần đầu tiên của kế hoạch cung cấp 1 triệu quả đạn pháo. Tờ Die Welt của Đức dẫn lời phát ngôn viên Liên minh châu Âu EU Peter Stano cho biết các nước thành viên EU đã chuyển giao cho Kiev khoảng 223.800 loại đạn dành cho pháo tự hành, các loại đạn dẫn đường chính xác cao, đạn súng cối và 2.300 quả rocket các loại. Tổng số đạn dược mà Ukraine nhận được từ EU tương đương với số tiền là 1,1 tỷ euro. Ông nói thêm rằng vào mùa xuân năm 2024, Kiev dự kiến sẽ nhận đủ 1 triệu quả đạn pháo. Đầu năm nay, Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia đã cam kết tăng cường cung cấp đạn pháo cho Ukraine khi lực lượng của Kiev đối mặt với sự thiếu hụt. Các thành viên EU đã đồng ý với một kế hoạch trị giá 2 tỷ euro để chuyển đạn dược từ các kho dự trữ và đặt hàng chung đạn dược mới nhằm cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong vòng 1 năm. Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch kéo dài từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 31 tháng 5, 1 tỷ euro đã được phân bổ để hoàn trả cho các thành viên EU khoảng một nửa chi phí đạn dược được cung cấp từ kho vũ khí hiện có của họ. Kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, EU cho biết họ đã chi khoảng 20 tỷ euro để cung cấp vũ khí các loại cho Ukraine, gần bằng một nửa so với con số 43,7 tỷ mà Mỹ dành cho Ukraine. Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ đã cung cấp hơn 2 triệu quả đạn pháo 155mm cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2, đồng thời đảm bảo tăng nhanh việc sản xuất đạn pháo cỡ nòng lớn để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine. Trung Quốc tìm cách trấn an Đức về vấn đề hòa bình tại Ukraine. Đại sứ Trung Quốc tại Berlin nói Trung Quốc là một thị trường khổng lồ mà các doanh nghiệp Đức có thể khai thác, đồng thời là một bên tham gia tích cực trong nỗ lực chấm dứt tình trạng xung đột tại Ukraine. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Liên minh châu Âu-EU hiện đang phát triển một chiến lược để giảm thiểu rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc. Đức, một quốc gia có sự hiện diện kinh doanh lớn ở Trung Quốc, cũng bày tỏ sự ủng hộ chính sách này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung, đại sứ Guken nói rằng Trung Quốc sẽ không từ bỏ các nỗ lực gìn giữ hòa bình ở Ukraine, nhưng cuộc khủng hoảng không thể được giải quyết nếu không có sự tham gia tích cực của châu Âu và Mỹ. Bắc Kinh từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, bất chấp các yêu cầu từ các nhà lãnh đạo Đức và phương Tây nói chung nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Mong rằng quý vị hãy để lại những bình luận, những đánh giá của mình ở mục bình luận phía dưới video. Xin cảm ơn quý vị, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!